Ok, hello tất cả các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với YVN TV. Thì như anh em đã biết thì đợt trước tôi có được một shop tặng cho một đống rùa và ếch. Và tôi cũng đã nói là tôi sẽ muốn làm một cái đảo rùa. Đảo ếch thì khả năng là không thực hiện được rồi. Đảo ếch thì mình chỉ làm chung cư ếch thôi. Chưa thực hiện. Không phải chưa thực hiện mà là không thực hiện được. Bởi vì ếch thì, đấy thì kiểu như là không, anh không muốn nuôi chung ấy. Tôi rất nhiều người đã thử nuôi chung rồi và có vẻ ok, nhưng anh không muốn nuôi chung bởi nó vì cắn nhau không? Nó có thể cắn nhau và có thể ăn nhau, và kể cả là không ăn nhau được thì có thể là nó cắn nhau xong rồi nó bị mắc con lửa, con mồi con khác nó to quá ấy. Nó mắc ở trong mồm này, nó không nhả ra được nên nó cũng chết luôn, nên là nó rất là nhiều dễ xảy ra tai nạn, nên mình không muốn làm cái đảo ếch, mình sẽ làm chung cư ếch. Thế có nghĩa là làm cái kệ rồi mỗi con một chuồng ấy. Còn đảo rùa thì như anh em đã biết thì tôi có một cái bể 70 x 70 bể vuông ấy. Lần trước cái bể đấy đã gây ra tai nạn cho một con dòng Úc. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng cái bể đấy để làm cái đảo rùa. Bể đấy cũng khá là to, dài 70, rộng 70, cao 70 luôn. Và tôi cũng đã đặt thêm một cái máng lọc tràn trên để làm cái lọc cho cái bể đấy. Và mình được một bạn khác ở trên Hà Nội tặng cho một cái máy bơm. Đấy, thế là đủ cái điều kiện để mà mình làm cái đảo rùa rồi. Bây giờ mình sẽ đi mua thêm cái cây sống ở dưới nước to to một tí để vào đấy cho nó sinh động, chứ nếu mà có mỗi lũa với cả đá không thôi thì trông nó hơi chán nhỉ. Đó, thì bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi mua thêm cây nhá. À mà con khoan, tôi nói thật với các bạn là tôi mua cây này về nhưng mà không biết là nó xuống được bao giờ. Cái cây vào tay tôi nó toàn chết rồi, cả cây xuống dưới nước nó mới tải, không hiểu kiểu gì. Có cây nhặt được thì đang sống. Ờ, cây mà mình nhặt được ngoài đường thì nó sống, căn bản là cây đấy là nó là hoang dại quen rồi. Ok anh em ơi, vậy là tôi vừa mới mua được ít cây rồi, đợi lâu vãi bởi vì hôm nay bên đấy nó đông khách quá. Ngân sách tôi xin của vợ tôi 200 thì hôm nay bị lố lên 70 nữa. Nhỉ. Đấy là trừ tiền. Đấy là lúc đầu mình còn đòi nó giảm giá cho 10.000 nữa rồi đấy, để có tiền trả đá đấy. Đấy, mới tôi mua một cái đèn để cho nó sáng này, để mình quay chụp cho dễ, với cả để cho cây nó sống. Còn một ít cây này, đây hôm nay mình chỉ mua một cây thôi. Thì chúng ta sẽ chờ xem một cái bể nó như nào nhá. Đã quay trở lại với cái đảo rùa này rồi đây. Thì mua từ buổi chiều nhưng mà đến bây giờ tối đêm rồi mới bắt đầu quay được cái làm đảo rùa. Thì nói là đảo rùa nghe nó hoành tráng tí thôi, chứ còn đây cũng chỉ là một cái bể 70 x 70 thì nó cũng hơi rộng một tí thôi, chứ không phải là đảo rùa. Thì ở đây tôi có để thêm một cái khúc lũa cao lên một tí và ít mỏm đá để cho rùa nó có thể trèo lên đến nằm nghỉ ngơi, và có cái đèn sưởi ở đây luôn, đèn sưởi UVA UVB ấy, để cho con rùa nó phải sưởi nắng và để có nhiệt để tiêu hóa. Đó, và trong này thì đây tôi có một cái máng lọc tôi đặt thêm size 70 để có thể đặt trên lên cái này, rồi khi mà nước bơm xuống thì nó qua mấy cái khay lọc rồi nó nước nó chảy xuống. Đó, và có thêm cả sưởi luôn, có thêm cả đèn để cho cây sống luôn. Đó, thì đây là cho cây sống đấy hả? Ừ, đèn này là mình cho rất là vừa đủ sáng để mình có thể nhìn được rùa bên trong, và vừa đủ và có ánh sáng để cho cái cây nó phát triển. Bởi vì là có mỗi cái đèn sưởi này thôi này, thì cái đèn sưởi này nó chiếu gần vào cái mỏm đá cái điểm sưởi này rồi, cho nên là nó sẽ không tỏa cái ánh sáng ra hai bên nhiều nữa, thì nó sẽ không đủ sáng để mình có thể nhìn ngắm được rùa bên dưới này. Và thực ra là ngắm kiểu này nó cũng hơi bất tiện, mình cứ phải như này. Nó khổ vãi, nên lần tới khả năng là mình sẽ đặt một cái chân ta lên trên này. Đấy, và có thể thêm một vài cây. Nhưng mà ở cái đảo rùa này thì mình chưa có thử trải vật liệu lọc ra, bởi vì mình chưa cảm thấy cái vật liệu lọc nào. Mình chưa ưng một cái vật liệu lọc nào, nếu không phải vật liệu lọc. Mình chưa ưng một cái lót đèn nào ấy. Cái đèn thì khả năng mình sẽ để đèn sỏi nhỏ nhỏ trong này thôi. Để trải hết ra. Trải xuống hả? Ờ, để cho nó đẹp.
Còn nếu mà không thì không chải cũng được, để không chải thì nó sẽ tốt cho con rùa hơn. Đó. Thì cái này tôi ngâm sẵn lúa với cả đá rồi, xong rồi tôi bẻ nước vào sẵn rồi. Và tôi có thả cá cho mày để nuôi cá mồi. Và bây giờ nước nó hơi ra màu hơi đục một tí thì tôi lại bắt đầu bơm nước ra, sau đó mình lại bơm nước vào đây để xong rồi mình sẽ thả cho con rùa ở đây nhá. Đấy, cho nó trông bơm nước ra anh em ạ. Ở đây mình có cái máy bơm này tên là RS1680F. Công suất của nó là 25W, nó có thể bơm được 1750 lít trên giờ. Thì ở đây nó có đầu, hai đầu bơm ra, cho nên mình đã phải dùng ni lông này để mình bịt một đầu bơm lại, để công để bơm sang một đầu kia nó mạnh hơn. Đó. Và đây phải có lọc thì mới chịu được chứ, bởi vì một đống cứt của cá này, rùa các kiểu, và rùa nó ăn còn ăn cá nữa chứ. Và ở đây là có một cái sưởi nước đấy. Đây, cái cục này thì là một cái vật liệu lọc, nhưng mà đây mình có ba cục nên mình cảm giác nó giống như là cái ba cái ống cống ở trong truyện Doraemon. Nên mình để đây đấy. Ở đây mình có hai cây này, thì cái thằng bán nó bảo là một cái cây tách làm hai, của mày quá, một cây 100.000. Đấy, thì cây này mình đang để tạm để đây thì trông nó có vẻ đẹp. Đấy, mình không biết là cây lá gần chỗ này nó có bị nóng quá không, và cái đèn, bởi vì cái đèn sưởi mình để ở đây mà, hay không phải đèn sưởi mà đèn sáng ấy, đèn để trồng cây ấy. Đó, thì mình cứ để tạm để đây thử xem là nó ok không. Cái kia anh có thể che cái lọc được không anh, con rùa trong này này, che cái lọc à? Thế mà là không, là che khó lắm, nhìn cái lọc nó hơi vui cái gì đấy. Cho vào góc à? Ừ, cho vào góc. Lọc này liên quan đến dây điện gì không anh? Lọc tất nhiên có dây điện rồi. Thế sao không rút ra? Nguy hiểm đấy. Thì rút rồi mà. Trong góc nữa được không? Đây. Đó. Này. Để như này, cái này nó bị vẹo ấy. Đây. Dạ ổn. Đây. Nhưng mà kiểu nó vì một tóc đấy anh nhỉ. Ừ. Thì góc này góc vui chơi này. Đấy, ở đây mình còn có cả cái sủi để nuôi cá mồi luôn. Bởi vì cái bể này nó khá là to cho nên là mình có thể để cá mồi ở đây được. Lúc mà mình cần thì mình có thể vớt cá mồi ra thôi. Cứ vớt ra đã, nhảy mẹ đi. Ăn không hết thì chúng ta lại vớt lại. Để chúng ta lại đổ lại. Được chưa? Mua đầy bể cá mồi cho nó đẹp được không? Được. Nhưng mà cá mồi nó chả đẹp lắm. Ngày trước em thấy anh mua cá bảy màu hay sao? Cá bảy màu mồi, cá coi mồi ấy đẹp lắm, nhưng mà bây giờ không ai bán nữa. Đây mình còn có một cái cây này nữa cơ. Ô, nó nhảy vào xếp đây. Mình còn có cây này nữa cơ. À, hôm nay mua cái này. Cây này mình đặt ở đây. Tổng vị chi ngày hôm nay đi mua cây là hết 270.000 à? Cả cây cả đèn. Đó. Và cái đèn trắng nữa. Thì sau mình sẽ mua thêm cây để mình để ở đây. Hôm nay mình có nhặt được mấy cái cây này, mình không nhớ là cây gì, mình thấy người ta bảo là để vào đây nó sẽ sống được, mình cứ để tạm vậy. Con rùa cụm hồng này nó đào tẩu tít ra bên này. Con này là con đào tẩu đấy, nó toàn ra ngoài chơi thôi. Ra ngoài cho hẳn trong này luôn. Đây mình còn mua cả rêu đấy này. Tối nhá. Đấy, rêu này thì mình sẽ cho vào cái chỗ này, cái chỗ đá này. Cho lên đá luôn á? Ừ. Mua cái rêu là bao tiền đấy? Một cái rêu này là trả nhau mấy chục. Ồ, mấy chục mà được một tí rêu rồi hả? Ừ. Ồ, cho này cái đội chơi thủy sinh nó tốn tiền lắm, cho nên anh mà không chơi thủy sinh. Không tí xíu ấy. Chẳng đủ để mỏng đá ấy. Đây, cứ để đây, xong rồi cho nó phát triển. Đấy. Nó có tự mọc ra không? Có chứ. Tự mọc ra hết luôn. Ừ. Anh. Đấy, còn cái chỗ này là chỗ để nằm để nghỉ mát này. Còn cái chỗ này là chỗ để sưởi này, để phơi nắng này. Quá hợp lý luôn. Nhìn. Ui, nó có kiểu có tí xanh mà nhìn khác hẳn luôn nhỉ. Khác bọt hẳn. Đây là con ốc. Đây là trứng của con ốc táo vàng. Đây là con ốc táo vàng đây này. Ốc táo vàng là lúc đầu ở bể ếch, nhưng mà bể ếch nó đẻ ra nhiều quá thì anh mang con ốc táo vàng lên, nó xuống lên cái bể này. Để cho nó đẻ tiếp. Ui, ra ngoài nhiều đấy. Đấy, như anh em đã thấy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bơm nước.
hơi ổn đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu bơm nước vào trong này. Trong này đầy đủ tiện nghi luôn rồi. Đấy, có chỗ phơi nắng, có chỗ nghỉ mát, có cả sủi cho cá. Đấy, có cả cá mồi bơi tung tăng và có cái con mồi ăn lúc nào cũng có thức ăn. Nhưng mà mình sai bé này thì mình thường hay cho ăn cám luôn. Nhưng mà tắt rồi à? Không. Tắt rồi. Ừ nhỉ. Thêm nước. Đấy, có cây cảnh để ngắm, nói chung là rất là chill. Lộ kỹ thuật. Lại có nước thôi. Không phải là do nước không có đâu, mà là cái đây này, cái bơm nước này là có rất là nhiều đầu, thì cái đầu sâu này nó bị hỏng hay sao ấy. Đấy, cái đầu mà kiểu như là cái nước phun tràn ra nhiều ấy. Sâu so, kiểu như là giống vòi tắm ấy. Thì nó không, nó bị tịt này. Thế máy anh xong xuống anh phạm trong cái đấy hả? Đấy, bây giờ được rồi. Ê này, trông yệt nè, nhìn nhá. Em phải nhìn mới thấy là nó y hệt như là ba cái ống cống ở trong truyện Doraemon. Nobita phải xem thì hay chơi cùng với cả cái ống kể bạn này. Ê, hey, hello. Gì ạ? Ơi. Ngoài nghề làm vợ thì còn làm lau bể kính nữa. Một người phải kiêm nhiều nghề mà không thì chết đói. Em kiêm nhiều nghề quá. Em đang nói cái gì đây? Em kiêm nhiều nghề quá. Em bảo em kiêm nhiều nghề quá. Thế là anh bảo là cái gì? Giờ phải kiêm nhiều nghề có tiền à? Không kiêm nhiều nghề thì có tiền được sống. Đúng rồi. Em thấy là em là người cầm tiền là được rồi. Vậy à? Ba cái việc vật vãnh này dễ dàng ấy mà. Đơn giản đó. Đơn giản. Tốn bao nhiêu tiền để có một ô sin cao cấp nhỉ? Ai là ô sin? Anh. Đây là khu mát này. Đây là điểm khu sưởi này. Cứu. Ok, thì đây là cái con rùa đầu của chúng ta. Con này nó tên là rùa bụng hồng. Đây, tôi có 2 con, tôi được tặng 2 con. Cả 2 con này là rùa bụng hồng à? Ừ. Không hiểu sao lại gọi là rùa bụng hồng trong khi nó lại cam cam. Thì theo như là tôi có người bảo thì là con này lớn lên thì nó sẽ hồng hơn. Đó. Thì con này nó có tên là Pink Belly Cynic Turtle, có nghĩa là Pink Belly có nghĩa là bụng, là tên là bụng hồng rồi. Còn Cynic có nghĩa là con rùa này là cổ gập, nó chỉ gập sang băng ngang được thôi chứ nó không thể nào rụt cổ lại được như là các con rùa khác mà chúng ta biết. Cổ nó không cho vào trong mai. Cổ nó không thụt vào được, nó vẫn cho vào trong mai được nhưng mà nó gập sang ngang. Đấy, nó gập lại chứ nó không phải là thụt lại. Đẹp nhỉ. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ thả con, đây là 2 con cùng một chi là rùa musk, là kiểu rùa xạ hương ấy. Đó, thì con này nó là common musk, là rùa xạ hương bình thường. Thì cái chữ common có nghĩa là bình thường, nên chúng ta đừng, mình nghĩ là chúng ta không nên gọi, cứ gọi con này là rùa common. Nó là rùa common snapping, là rùa snapping bình thường. Đấy, chứ không phải là tên nó là rùa common nhá. Đó, đây là common musk này. Con này mai nó thấp hơn, và con này là razor musk này. Trông cầu ghề trông mai nó có vẻ đẹp hơn, và con này cũng đắt tiền hơn một tí. Đấy là bao nhiêu? Không nhớ, khoảng tầm 800 gì đấy, còn con này khoảng tầm 500 gì đấy. Mình tặng mà mình có phải mua đâu mà mình biết giá. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ thả con 2 con này. Trông rất là giống nhau đúng không anh em? Nhưng mà nó lại khác loài. Con này nó là rùa, lúc đầu tôi cái văn nó khác nhau. Ừ. Lúc đầu tôi không để ý, tôi tưởng 2 con này đều là rùa bụng vàng nhưng mà không phải. Con này nó là Florida Red Belly, là rùa bụng đỏ. Không hiểu sao nó lại hơi vàng vàng như này. Đấy, còn con này nó mới là rùa bụng vàng này. Đấy, vàng này. Đỏ nhá. Con kia là vàng đỏ gì ạ? Vàng vàng. Ừ. Trong khi đấy nhìn đầu nó hoa văn cũng gần giống nhau luôn. Nhưng mà nhìn kỹ là nhìn kỹ thì mới khác. Ừ, hoa văn ở mai khác. Thì con này nó là loài cùng loài với cả rùa tai đỏ. Con rùa bụng vàng này. Nó chỉ là khác phân loài thôi.
Đó, còn con này ok, bọn rùa toàn đặt tên theo bụng nhỉ, vừa lấy bụng hồng, đây bụng đỏ, bụng vàng. Không hiểu. Đấy. Đây là Việt Nam tự đặt à? Không. Tên quốc tế là Red Belly, Yellow Belly mà. Đó, còn ba con này thì anh em đều rõ rồi. Đây là rùa common đúng không? Và anh em thường hỏi tôi là sao lại để rùa common nuôi chung được? Rùa common có nuôi chung được không? Thì tôi vẫn khuyên anh em là không nên nuôi chung. Nhưng mà đây là tôi đang có ba con common bé này là cùng với bọn kia, thì tôi để trong một cái bể nó khá là to thì chúng nó sẽ không có tấn công nhau được. Và kể cả như thế thì nhưng mà đến khi khoảng tầm lớn lên tí nữa, khoảng tầm size 10 gì đấy là chắc chắn là tôi sẽ phải tách ra rồi. Đây là size khoảng tầm 3-4 gì đấy, đến khoảng tầm size 8 đến 10 gì đấy là có thể cắn nhau rồi. Có rất nhiều bể đấy. Thì ba con này anh lại mang đi tặng hoặc là anh lại mang về quê em thả. Thiếu gì cách. Bọn này to là hầu như để cho bể hết đúng không? Đúng rồi, bọn này to thì là rùa nuôi riêng hết, không được nuôi chung. Mà kể cả cùng loài luôn, nuôi chung thì cũng có xác suất là cắn nhau. Bọn này nó hâm dở lắm. Đó. Và ở đây chúng ta có rùa cổ sọc và rùa đá. Là bọn rùa cổ sọc và rùa đá này là cùng một chi, hai là khác nhau nhưng mà cùng một chi là họ hàng rất là gần. Thì trông nó cũng gần gần giống nhau mà. Đấy. Thì bọn rùa đá này trông nó cũng giống cục đá thật nhỉ. Bọn này rất là rẻ, khoảng tầm vài chục nghìn thôi, cho nên mình nghĩ là ai cũng thể mua được. Còn con kia. Và con này nó cũng tầm vài chục nghìn, nó tầm trăm nghìn thôi, anh cũng không nhớ lắm, nhưng mà nói chung là bọn này đều rẻ cả. Anh có thể mua được, bọn rùa nước nó rất là phổ cập đối với mọi người. Đó, và bọn này thì nhiều người đấy cứ hỏi là nuôi nước sâu các thứ à, không sợ nó chết đuối à, thì mình nghĩ là rùa ao thì cũng chả vấn đề gì, tao căn bản là chết đuối là bởi vì bọn nó bơi nhiều mà không có gì để bám, nó bị đuối nước. Nhưng mà mình đã set up cho nó một cái đảo rồi để nó có thể bò lên đấy để nó nằm sưởi thì nó không thể chết đuối được. Trừ khi là nó bị con khác cắn hay là bị kẹt vào đâu đấy thôi. Đấy. Ok. Anh để cạnh cái con nó bất động ấy. Con xuống lúc nào em không biết luôn. Nhiều. Nhiều. Con xuống luôn, bất động luôn. Còn không anh? Hết rồi. Đủ 11 con rồi. Con này lấy con ở lâu. Ở lâu này. Ok anh em ơi, đấy, chúng ta đã set up xong cái đảo rùa rồi. Đấy, có cây cối rồi, mỏm đá rồi, rêu kiểu chỗ khu vui chơi rồi, khu thức ăn rồi. Nói chung là đủ các thể loại. Thì nói chung là tôi thấy set up xong này mà không có cái lớp nền ấy thì nó hơi bị phí, hơi bị thiếu sót một tí, đúng không? Thế là tôi sẽ update sau và tôi sẽ quay cho anh em xem. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cắm sửa và cắm sủi để khánh thành cái đảo rùa này. Tắm cả sửa đấy đi. Con rùa này nó ở giữa cái lớp dây này. Ok anh em ơi, về chúng ta đã set up xong và khánh thành xong cái đảo rùa. Đấy, tôi biết là nhờ anh em chờ clip này lắm. Thì thực ra là cái đảo rùa này thừa ba cái hành trình viên là ba common. Ba common thì tất nhiên tôi sẽ phải lôi trở ra chỗ khác sau. Nhưng mà hiện tại thì đối với cái bể to như này và bể như này thì tôi nghĩ là vẫn ok. Đó, thì bể này nó sẽ thiếu một vài con rùa phổ biến giá rẻ nữa thì tôi sẽ update dần dần. Đấy, có rùa map này, VCCT map này, rồi có cả rùa vẽ đông vẽ tây này, rồi rùa công này, rồi nói chung là vài con nữa. Còn lại rẻ thì tôi sẽ tổng hợp hết vào trong cái bể này cho nó xịn sò.
nha. Và bây giờ thì clip này kết thúc rồi, tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong clip sau nha. Những clip sau thì tôi sẽ làm chi tiết về từng loại rùa để cho anh em xem là loại nào nó phù hợp với mình và còn đáng nuôi hay không nha. Anh ơi, anh hỏi gì các bạn Khánh Thành á? Không có băng à? Băng đâu? Lần sau để một cái băng, một cái vùng vải đây nha, để cắt nha. Đấy, phải cắt như này. Đấy. Thì, đúng rồi, còn gì đấy nhỉ? Ôi, rồi đang tranh em cái đầu cá này. Không thấy đâu. Ok đi. Đó. Và anh em nào mà muốn donate cho mình thì có thể đăng ký làm thành viên của Wildbeam TV. Chỉ với 30.000 một tháng thôi, không bằng cốc trà sữa. Đấy, anh em có thể giúp đỡ mình có thêm thu nhập để có thể nuôi được những cái con này. Ok, đây là kết rồi, tạm biệt anh em nhé.